Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay là bây giờ đang là 4:50 và mọi người diễn viên cũng giống như là đoàn đang chuẩn bị set up, và diễn viên thì bây giờ đang make up. Sáng ngày hôm nay là dậy vào lúc hình như là 3 giờ, nhưng mà mất ngủ cả đêm, 1 giờ sáng mới ngủ được, ngủ được có 2 tiếng thôi. Đây không phải là một cái video YouTube giống như là các bạn luôn luôn xem trong 2 năm hôm qua, nhưng mà đây là một cái video, một cái gì đó là lớn lắm. Không còn giống như là có các bạn trong crew lên content rồi đi quay hai máy, không có make up gì hết rồi done trong vòng 2-3 tiếng. Nhưng mà đây là một cái set được lên, nói chung là cái plan này được lên cả tháng hơn rồi. Ekip hơn 80 người cùng nhau hỗ trợ cho các MV ngày hôm nay. Và đây là một cái set rất là lớn, chắc là kéo dài hơn 16 tiếng đó mọi người. Em là câu gì đó? Vậy mấy bờ bên là sao? Đúng rồi, đúng rồi, cái đó hay đó. Sao? Đúng rồi, có ai đi diễn nha. Thật ra thì cũng hơi hồi hộp một tí xíu thôi, nhưng mà khi mà lên trên sân khấu diễn thì tự nhiên cái nét khùng của mình nó lại trỗi dậy, cho nên là không có bị cái gì là hồi hộp hay là lo sợ cả. Rất là vui. Scene của Giang là cái scene gọi là khai trương của cái MV này mọi người. Giang quay chỉ có 4 shot thôi là ok, cho nên sự chọn đúng đắn để cho Giang bắt đầu cái MV ngày hôm nay. Vào. Ok. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Nhìn thấy đâu? Tươi, đúng rồi, nhìn thấy đi. Hai, chào mọi người ạ. Sau cái quay đầu tiên thì mình cảm thấy thứ nhất là hơi nóng, đối với mình quá nóng rồi. Nhưng mà mình rất là vui khi được có mặt trong MV của anh Ta Bồ ạ. Còn riêng mình thì lần đầu tiên là quay nên mình cảm thấy rất là hơi cực mà rất là vui. Rất là vui vì đông đủ tất cả các bạn bè và anh em. Hơi thấy hơi nóng một xíu nhưng mà cũng cố gắng góp phần. Xạo quá, xạo luôn á, không có nóng chút nào hết đó. Có 4 năm cái máy lạnh ở đây rồi mọi người. Chứ là vui vẻ thì cái màn trước này phải nè, vợ chồng Fabo nè, có cool nè, thì nhìn lên cười vỗ tay nha, action cái là mọi người vỗ tay, còn sao mà đứng dậy luôn. 3, 2, 1 action. Chắc là đây là lần đầu tiên mà Corbin phải đi shoot một cái video mà dài cái set này là 16 tiếng hơn đúng không ta? Trong cái thời gian qua cả nhà ai cũng rất là sợ, tại vì con nít mà không thể nào on set lâu được. Ngoài ra là đến một cái nơi mà rất là đông người nữa thì sẽ bị hoảng. Nhưng mà trộm vía thì sáng cho đến bây giờ thì Corbin rất là thân thiện, hòa đồng với lại mọi người.
À, và ngoài ra là ngày hôm nay có một cái sự xuất hiện đặc biệt của hai nhân vật không thể nào thiếu được trong gia đình của mình, đó chính là ba mẹ của mình. Thì ba mẹ ngày hôm nay là không có xuất hiện ở trong cái MV này, nhưng mà ba mẹ đã đến đây để support, đem một cái năng lượng tích cực đến với lại mọi người để có thể shoot cái video này suôn sẻ hơn. Do đó thì lát nữa hy vọng là cả nhà có một cái scene hay là những cái ảnh chụp cùng với lại nhau cho Tết năm 2021 nha. Chúc một năm mới tất cả khán giả và tất cả những người đã yêu thương đến với cái MV này, cũng là thằng con trai của mình. Một lời chúc tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất đến với tất cả mọi người. Không, cứ dụ nó một cái rồi biết rồi, đau đau, cứ dụ nó. Con biết ơn và mẹ yêu, mẹ yêu nhé. Con mẹ thương có Biên nhé, ô có Biên giỏi. Có Biên ơi, con đây nè, con đây. Con đây với mẹ đi. Con đây. Yeah, mẹ nhé. Ok. Không sao, không sao, không sao, không sao. Mẹ em bé bình thường. Yeah, và hello mọi người, mình là You Know Big Boy và đây là Pui Pui Pui. Nói dưới đây là Pháp Bùi Nguyễn và ngày hôm nay mình rất là vinh dự, thật sự là đây là rất là vinh dự luôn. Có You Know Big Boy ở tại đây để xuất hiện một cái scene cameo thôi ở trong cái MV này. Yeah. Và Juno cũng rất là vui và vinh dự khi mà được tham gia cùng với anh Fabo. Và đây là lần đầu tiên mà Juno và anh Fabo gặp nhau ở ngoài. Đúng rồi. Cảm thấy giống nhau, quá giống. Hơi bị đôi đó, hơi bị sinh đôi. Khác cái tóc thôi. Sai đồ là giống nhau nha mọi người. Nói chung là thật là Juno là người rất là dễ thương. Lúc đầu chỉ cần nhắn một cái là Juno rất là vui lòng giúp hết mình luôn. Và ngày hôm nay Juno ở đây, nói chung là dù chỉ là một chữ vui thôi thì cũng đã là rất là vinh dự rồi. Juno chúc cho MV này được thành công và cũng như những người yêu thích Fabo, mọi người đều sẽ thích cái MV này và hãy đón chờ xem MV nhé. Chúc cho tất cả mọi người có một năm mới vui vẻ, an khang và thịnh vượng, tiền vô như nước và mọi điều như ý nha. Let's get it. Quay cái này đâu có được cả cái xe đâu, phải không? quay từ trong tâm. Quay với cả một ekip coi như là cả gia đình của mình rồi thì cái phần mềm nó giảm được tới 50-70% rồi. Mọi người cũng cố gắng lên nha. Yeah. Cuối cùng thì chúc cho MV này của anh Fabo thành công tốt đẹp. Happy New Year! Rủ Ni đi ra ngoài gói bánh chưng và cùng nhau đón giao thừa.
Ni thích nhất là cái cảnh quay á, cùng với lại em bé Corbin á, là cái cảnh đó có câu nói là tay cho ba nắm nè, là Corbin đưa một ngón tay ra cho ba nắm rất là dễ thương luôn. Anh nói vậy là vậy, chị ơi nói vậy là từ sáng cho đến bây giờ, 3 giờ sáng cho đến bây giờ thì chỉ đợi cái giây phút này là nhiều nhất thôi của ngày, là tại vì chỉ được gặp cô Lê Giang. Một vinh dự rất là lớn để được cô có mặt ở trong một phần nho nhỏ của cái MV đầu tiên của mình. Cảm ơn cô rất là nhiều. Thì cô lần đầu tiên làm việc với con thì cô chúc cho con và tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe. MV này là khán giả phải đón nhận cho cháu để cho mình cháu có được cái động lực để mà làm tiếp những cái MV khác nha mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ cho cháu nha mọi người. Chúc cho tất cả quý vị khán giả từ trong ngoài nước, tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe, bình an và may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người. Happy New Year. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Tinh thần của MV Tết này thật ra là nó chỉ xung quanh vào, tập trung vào những sự kiện của 30 Tết và 1 Tết, tập trung vào những niềm vui. Nó truyền tải cái thông điệp là cho dù năm nay có ra sao thì Tết vẫn là một cái gì đó thiêng liêng và trọn vẹn, thì mọi người vẫn nên quây quần vui vẻ hạnh phúc với nhau. Cảnh quay này nhưng mà mình chờ vợ mình cũng mệt rồi. nhưng mà cái gì có tiền cách xe không? Không. Có. Bây giờ nói rồi. Có nha. Nói chưa à? Nói chưa bây giờ đó là gần 1 giờ sáng rồi. Sáng này đã được on gần 24 tiếng. Không biết là nói như thế nào. Cảm ơn cho đủ hết tất cả mọi người. Ngày hôm nay từ diễn viên cho đến ekip, tất cả mọi người ngày hôm nay đã góp mặt cho cái video này. Thank you so much.